Chào các bạn, mình là Goshi. Đây là phần review của mình về bộ bài tên là Bicycle Steampunk. Steampunk là một bộ bài bicycle được sản xuất được cùng lúc với bộ Chelsea Water mà Goshi đã review kỳ trước. Đây là cái bóc của bộ bài. Thì Goshi không đánh giá cao cái bóc này lắm bởi vì nhìn nó rất là nổi. Các bạn có thể thấy như thế này. Nhưng mà thật ra nó là làm bằng giấy láng. Rồi vô không có cảm giác như nổi như bộ Deck One Monarch. Đây là xung quanh bộ bài được in ở US Plain sản xuất bởi Terry 11, logo của Terry 11. Đây là cái back của nó. Cái back của nó thì theo được biết ở trên thông tin trên web thì nó là được làm bằng 3000 cái illusion để tạo ra một cái cảm giác hiệu ứng 3D rất là thật ở các bánh răng. Cũng có thể nói là như vậy, nhìn cái bóc rất là ok. Nhưng khi nhìn tới cái bát thật của nó thì chúng ta cảm giác giống như là nó là một cái phim hoạt hình chứ không phải là đồ thật giống như thế này. Nó hơi lật một chút, cũng không thích lắm, không hài lòng lắm ở phần này của nó. Thôi, tiếp theo sẽ nói về bộ bài. Bộ bài nó sẽ được tặng kèm 4 lá. Thứ nhất là hai lá sugar nhé, sugar. Thứ hai là một cái bộ một cái lá logo của Terry 11 và lá double back. Sugar thì nhìn cũng bình thường, không có gì chắc. Có hai chữ sugar. Còn nếu mà các bạn có thể kiếm mua bộ steelbook này luôn nhưng mà của US Play in lại thì nó được thay thế bằng S có dấu gạch xuống, không phải là dấu tiền. Và tiếp theo là cái con tay của nó nha. Con tay của nó thì màu sẽ được in sậm một chút, thiên về màu vàng. Các bạn đã thấy là thiên về màu vàng của nó. Màu vàng được làm nổi khá là nhiều. Đây con ếch của nó nhìn cũng rất là giống cái hoạt hình 3D chứ không phải là đồ chơi thật. Cái máy nó cực kỳ thật. Màu đỏ của nó được làm phơi sẵn một chút tư đúng phong cách của Terry 11. Ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt. Ngoài nó màu khá là vàng. Pen thì các bạn có thể thấy hiệu ứng pen back ở bộ bài này cũng như cycle back. Lợi khi mình spin ra nó không có hiệu ứng xoay tròn giống như basic tà ly hồn cycle back. Khi mình stress là cũng thế, có hiệu ứng dọc theo đây. Bài Goshi thấy là khá là mỏng hơn so với bộ Monarch lẫn bộ Charity Water. Dù nó sản xuất sau và cùng lúc sau Monarch và cùng lúc với Charity Water nhưng khá là mỏng. Fan ổn chứ. Bên thì nhẹ và nghe tiếng tạch tạch. Do bài mỏng thì các bạn sẽ nghe tiếng đó. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm giá cả của bộ này. Các bạn có thể kiếm một bộ giống như bộ này nhưng của US Plain in lại một bản quyền từ Terry 11, có nghĩa là cái bóc của nó sẽ màu lợt hơn một chút và các con tay của nó thì màu y như bình thường. Cái con màu đỏ của nó như là con cơ hoặc là con rô thì màu giống như bình thường và giá nó là rẻ hơn khoảng 20% so với bộ này. Các bạn có thể nên suy nghĩ trước khi mua bộ này và bộ đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần review khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.